Xin chào, mình là Theo. Nhấn vào đây để đăng ký theo dõi. Một ngày trong đời của Tayo. Đây là trung tâm sát hạch lái xe. Chỉ có những xe vượt qua bài kiểm tra mới được phép lái xe trên đường. Khi thấy đèn xanh, bạn có thể đi. Và khi đèn đỏ thì dừng lại. Mình có ý kiến. Xin lỗi nhưng bạn đừng nói nữa được không? Mình nói lớn tiếng quá hả? Tại mình hơi lo. Mình cũng vậy, nhưng giọng nói của bạn còn khiến mình lo hơn á. Thật hả? Xin lỗi, mình sẽ cố im lặng. Cảm ơn. Tên của mình là Tayo. Đây là lần đầu tiên mình làm kiểm tra. Tayo, rất vui được gặp bạn. Mình là Nuri. Đây cũng là lần đầu tiên của mình. Mình biết mà. Tiếp theo là số 21, xe tải nhỏ Firumi. Có, là mình. Chuẩn bị bắt đầu. Là đèn đỏ. Đó nghĩa là dừng lại. Xin chào các bạn nhỏ. Đèn lại chuyển sang màu xanh. Bạn ấy đang tiếp tục di chuyển. Wow, bạn ấy giỏi quá à. Giao thông tấp nập thật. Hàng đó lại di chuyển nhanh hơn. Mình đoán là rất nguy hiểm khi chen ngang như vậy. Cháu xin lỗi. Quay lại làn đường của mình. Rất nguy hiểm nếu bạn đột ngột thay đổi làn đường như vậy. Mình thật sự xin lỗi. Số 21 Firumi đã bị loại. Bạn đã vi phạm luật giao thông. Tiếp theo là số 22. Đến lượt Nuri. Chúc may mắn Nuri. Cảm ơn Tayo. Nuri rất lo lắng nhưng quyết tâm phải làm tốt. Chuẩn bị bắt đầu. Được. Nuri chạy cẩn thận và an toàn xuyên qua những con phố. Nuri xe taxi nhỏ đang quay đầu lại ở phần thi cuối cùng. Số 22, Nuri xe taxi nhỏ đã đậu. Chúc mừng bạn, Nuri. Cảm ơn. Tiếp theo là số 23, đến lượt Tayo. Đến lượt mình rồi. Tự tin lên, mình biết là bạn sẽ làm được. Mình sẽ cố. Mình thấy lo quá Chuẩn bị bắt đầu. Được rồi, mình đi đây. Là đèn đỏ. Chào xe buýt nhỏ. Xin chào. Tayo tuân thủ luật giao thông y như lúc bạn ấy đã luyện tập. Số 23, Tayo xe buýt nhỏ, bạn đã đậu. Hoan hô, mình đậu rồi. Tayo bây giờ đã chính thức là xe buýt thành phố. Tayo, chúc mừng bạn nha. Mình biết là bạn sẽ đậu mà. Bạn làm tốt lắm. Cảm ơn Nuri. Khoan chờ đã. Dạ. Wow, chú ấy lớn quá. Cháu là Tayo, xe buýt vừa mới đậu bài kiểm tra phải không? Nhưng mà chú là ai? Chú sẽ dẫn cháu đến trạm xe buýt thành phố. Chú là Shito. Dạ, chào chú. Cháu là bạn của Tayo, tên là Nuri. Rất vui được gặp các cháu, Tayo và Nuri. Chú phải đưa Tayo về trạm xe buýt thành phố. Cháu có muốn đi cùng không? Dạ không, cảm ơn chú. Cháu có việc phải đi rồi. Bảo trọng nhé Tayo. Bạn cũng vậy nha, chào. Tạm biệt. Chúng ta đi thôi nào. Dạ, được. Đi thôi. Thành phố lớn rộn ràng với rất nhiều hoạt động. Đây là lần đầu tiên Tayo đến thành phố lớn như thế này. Và mọi thứ đều thật hấp dẫn đối với cậu ấy. Ủa? Wow, nơi này thật là đông đúc. Tayo,
Dạ. Nhìn phía trước đi, cháu có thể gây ra tai nạn nếu như cháu cứ nhìn xung quanh như vậy. Dạ, cháu biết rồi. Đèn đỏ kìa, dừng lại. Tuân lệnh. Chào xe buýt nhỏ. Chào. Wow, một chiếc xe rất đẹp chạy ngang qua. Wow, đẹp quá à. Cũng bình thường thôi à. Hả? Chiếc xe đó chỉ có vẻ đẹp bên ngoài thôi. Nếu bạn muốn là chiếc xe giỏi nhất, bạn phải thật sự chạy nhanh. Và đó chính là mình. Mình tên là Speedy. Speedy, mình là Tayo. Bạn nghĩ mình có thể chạy nhanh như thế nào? Thì bạn phải chạy nhanh thử một lần mới biết chứ. Ủa mà bạn tính nói gì? Bạn tính đua với mình có phải không vậy? Đua hả? Nhưng mình không thể, mình phải đi đến trạm xe buýt thành phố. Thì chúng ta đua một chút rồi tới đó cũng được, chịu không? Một chút thì được. Đi thôi. Ráng đợi thêm một chút nữa. Xin lỗi chú, cháu sẽ quay lại ngay. Tay vô, dừng lại. Tay vô xe buýt nhỏ. Wow. Yeah. Nè, cậu thấy mình sao? Cũng được. Yeah, Geronimo. Nè, nhưng mà mình chỉ mới khởi động thôi nha. Được thôi. Xin lỗi, cháu qua. Lái xe nhanh rất nguy hiểm. Họ nên cẩn thận hơn. Chạy chậm lại, nguy hiểm lắm đó. Mình biết mình làm gì mà. Speedy. Speedy đã bị thương nghiêm trọng. Bạn có sao không Speedy? Có, chắc là có sao rồi. Bạn có thể giúp mình không vậy? Bạn muốn mình làm gì cho bạn? Bạn đừng lo lắng, cảnh sát đến rồi. Cháu có sao không? Dạ có. Cháu đã chạy quá nhanh, cháu phải chạy chậm lại mới an toàn chứ. Cháu xin lỗi. Thôi đâu, anh mang cậu bé đến tìm sửa chữa được không? Được thôi. Wow, đúng là một mớ hỗn độn. Tôi sẽ mang cậu ấy về ngay. Được rồi, hẹn gặp lại. Tạm biệt tay vô. Nè xe buýt nhỏ, sao cháu lại ở đây với bạn xe hơi đó vậy? Dạ, chuyện là... Tayo! Tayo! Sito đang ở đây. Sito hả? Cháu xem chút nữa thì làm hại mình Tayo. Chú đã bảo cháu không được phân tâm rồi. Cháu xin lỗi, cháu đã định quay lại ngay rồi. Từ giờ cháu không được làm những điều như vậy, nhớ chưa? Dạ. Rocky! Hả? Thằng bé chỉ vừa mới được nhận vào đội ngũ xe buýt thành phố và đã gây ra lỗi. Tôi xin lỗi anh nhiều lắm. Chú rất mừng vì cháu không sao cả. Cháu tên là Tayo phải không? Dạ. Từ nay trở về sau hãy nhớ cẩn thận Tayo. Dạ chú. Chúng ta phải đi thôi Tayo. Nhanh lên nào. Dạ được. Đến nơi rồi. Dạ. Trạm xe buýt này bây giờ là nhà của cháu. Xin chào Sito. Thật tốt khi được trở về nhà. Wow. Con đã va vào mép trên đường bờ sông ngày hôm nay. Đi rồi lại bị trung bài kiểm tra nữa. Có chuyện gì nữa hả? Giỡn hả? Mình không có nói giỡn đâu. Thì ra là vậy. Sao vậy chứ? Tiếc quá hả? Chú ý nào. Chú muốn giới thiệu một thành viên mới trong đội của chúng ta. Hãy chào bạn ta vô xe buýt nhỏ. Xin chào. Rogi và Lani, các cháu dẫn ta vô đến phòng mới của mình được chứ? Dạ được. Chào ta vô, anh là Rogi. Và em là Lani. Xin chào, rất vui được gặp mọi người. Phòng sát bên phòng em vẫn còn trống, vì vậy anh có thể ở đó. Nghe hay đây. Đi theo anh nè. Cháu nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp cháu ngày mai Tayo. Dạ. Cảm ơn chú vì ngày hôm nay. Không có gì.
À, đây là phòng của em. Phòng của em hả? À ha. Tụi em sẽ chỉ anh làm sao để vào, vì vậy hãy để ý nhé. Tiến tới và sau đó lùi lại. Thấy chưa? Được, bây giờ anh sẽ thử. Cẩn thận. Cẩn thận. Cẩn thận. Được rồi. Thật là tốt và dễ chịu. Ta vô. Tụi anh sẽ dẫn em xem xung quanh nhà để xe vào sáng ngày mai. Mình buồn ngủ quá. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon, Grogi. Em cũng đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon, Lenny. Anh cũng buồn ngủ rồi. Ngày đầu tiên của Taiyo trở thành xe buýt thành phố đã khép lại. Đó là một ngày dài và vất vả, nhưng cậu ấy đã gặp được những người bạn tốt. Mình chắc là ngày mai cậu ấy sẽ còn làm tốt hơn nữa. Ngủ ngon nhé, Taiyo.